Vâng, lần đầu tiên được cho em xuống lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể để các bác yêu thanh trên mọi miền tổ quốc ạ. Vâng, trước mặt các bác đây nó chính là một cái lô đẩy, một thương hiệu mà trên thị trường Việt Nam chúng ta khá là quen thuộc rồi, EIM, đúng không ạ? EIM thì nổi tiếng nhất là chúng ta nhắc đến ngay cái con vàng cửa lời số EIM đúng không các bác? Nhưng ngày hôm nay thì nó không phải là vàng EIM nữa, cũng không phải là loài EIM nữa. Mà ngày hôm nay em sẽ nhắc đến các bác đây nó chính là con đẩy của EIM. Đấy có thể nói là hãng AIM được họ cũng khá là trâu chút trong cái chuyện thiết kế ấy, ở từ bên ngoài ở cho đến bên trong cho nên chúng ta thấy là ngày hôm nay em sẽ lên sóng các bác một con đẩy à, với cái mã là T700 ở đây là một con đẩy với công suất đó là 700W cho một kênh bác nhá ở 8 ohm và 1050W một kênh ở 4 ohm. À, với thiết kế của, của hãng EM thì các bác thấy là nhìn họ làm khá là chỉnh chu à, mặt phay nhôm và nó là siêu dày luôn các bác nhìn đây cái, cái thứ nhôm họ làm rất là dày và phay CNC à, chiếc áp đương nhiên nó sẽ là chiếc áp bi rồi các bác nha nó chiếc áp bi rồi các bác ạ đấy ba hàng đèn luôn ba hàng đèn ở đây và con này bác thấy là cái nút uh, nguồn họ làm và đó là thực sự tinh tế nếu đã nói về những cái nút nguồn tinh tế thì dòng này và một cái dòng nữa đó là chính là cái con à, lắc à, R907 mà bên em từng bán các bác ạ. Thì họ cũng làm những cái nốt nguồn tinh tế như thế này luôn. Và bác thấy là những cái nốt nguồn họ làm có đẹp luôn, và nó thiết kế cực kỳ đẹp, nhìn giống y chang những dòng loa nghe nhạc vậy á, à, những dòng âm linh nghe nhạc vậy á. Có đẹp luôn thực sự luôn. À, với một những cái công suất thông thường của chúng ta đấy những cái con, con cái công tắc bấm tạch 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 tạch, tạch, tạch đấy, đúng không ạ? Nhưng con này họ làm quá đẹp luôn những cái nút này, xung quanh viền này được uh, được mạ chrome nhôm luôn cực kỳ đẹp và những cái thanh uh, khe lấy gió phải nói là rất là đẹp luôn phải nói cực kỳ nét và lô đang đẹp lắm các bác lô này của em đang rất là đẹp à, con này thì các bác lại chơi chơi được hai đa phun ba mươi để nhẹ nhàng quá rồi nhẹ nhàng như lông hồng luôn đúng không ạ à, công suất là công suất chuẩn các bác nhé hàng em thì không có chịu có suất ảo đâu em, bọn em thì bán hàng mà sẽ báo công suất chuẩn luôn cho bác để các bác về các bác chơi nó đúng phù hợp chứ bọn em không có báo những công suất ảo nhưng cửa hàng khác là hàng việt nam thì uh, công suất hàng lát ab là cứ báo công suất cứ ngàn hai ngàn wt lên để mà lừa các bác À, công suất thực nó chỉ có 300 thì các bác về không chơi được. Đây là công suất chuẩn và hàng EM hàng bãi xịn, không có chuyện công suất ảo được. Đấy, các bác chơi hai full 30 nhẹ nhàng hình đồng hồng luôn. Cái đặc biệt là con đẩy này các bác thứ nhất là về hình thái, hình thái giá bên ngoài rất là đẹp rồi. Nhưng bên trong con này nó chạy toàn bộ cho chúng ta nó sợ đa là nguồn suy nguồn 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 sung các bác nhá. Con này chạy nguồn sung cho nên cái trọng lượng nó khá là nhẹ các bác. À, vận chuyển đi nó cũng tiện này mà cái size nó cũng là size ngắn các bác nó không hề sâu. thấy không? Nó chỉ tầm khoảng độ đầu bao 30 phần hoặc 30 phần một chút thôi. Chúng ta bỏ vào tủ nó rất là gọn gàng, rất là dễ Và con này nó khá là êm các bác nhé Nó rất là êm luôn Các bác thấy là chúng ta ra đây Con này nó chạy tới 8 tụ, 8 tụ lọc Thì trong đó là có 4 tụ là 80V rồi Đấy, 4 tụ 80V các bác nhé Đấy, chúng ta thấy đây 4 tụ 80V Và tới 4 tụ 200V Các bác thấy là tụ 200V thì 80V là rất là cao À, nếu chúng ta mà làm nghề âm thanh hay là làm nghề sửa chữa thì thực sự những con tụ này mọi người rất là cẩn thận bởi vì điện áp nó rất là cao nhiều khi mà chúng ta đụng chạm vào mà tụ nó chưa xả hết điện ấy, nó giật một phát thì cũng gọi là phê đấy các bác ạ còn hơn là chưa thúc lắc luôn <laughs> rất là nguy hiểm các bác nha đấy đây là những dòng điện áp cao này họ có ký hiệu này điện áp cao này đấy những con dập sùng này rất là to đó này đấy đây là phần công suất các nhá đây là bộ công suất này đây là bộ ngòn bộ nguồn đây là bộ công suất và con này nó nó chạy cho chúng ta là hai con quạt tản nhiệt nhưng mà đặc biệt là dòng này nó rất là mát các bác ạ rất là mát luôn đấy rất là mát cho nên là chúng ta chạy nó 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 cũng không cái quạt nó không có chạy ở cường độ quá cao bởi vì nó có cảm biến nhiệt mà cho nên là không chạy cường độ quá cao quạt rất là êm nó không bị hết công suất nó ồn đâu cho nên chúng ta dùng rất là phê dùng để nghe nhạc dùng để âm những loan vậy các bác để dùng để nghe nhạc mà nhỏ nhỏ vẫn dùng ok các bác nhé đấy đây là bo này bo tín hiệu này bo tín hiệu này con này thì nó sử dụng những cái con chip tín hiệu đời mới cho nên là sửa giải mã nó tính ra rất là sạch, cực kỳ sạch luôn. Các bác nhìn xem con này rất là đẹp đúng không? Đấy, ở phía sau chúng ta cùng xem sơ qua nhé. Đây. Ở phía sau đây dòng này thì nó tích hợp cho các bác là cả đường à đây. Tích hợp cho các bác là cả đường chúng ta dùng chạm này và cả đường chúng ta dùng rắc hoa rắc lưu trích này. Đấy, con này chúng ta đánh được chế độ và rai luôn các bác nhé Có chức năng chế độ và rai luôn. Và con này thì đánh chế độ bật ra thì công suất nó lên 1400W một cây ở 8 ôm Rất là khỏe mà 1 1400 thì các bác chơi cái loại sấp nào mà cũng chẳng chơi được Kể cả là sấp của loại ấy, Còn uh, 125 từ 28 ấy, chưa được hết các bác nha Chúng ta bên đây cũng có cả đường tín hiệu vào, đường tín hiệu ra này Đấy, Đường link này, đường vào này Đấy, Các chế độ trời đây Đấy, Các chế độ trời đây các bác nha Rất là nhiều này Và là nèo xích te và rai văn vét Rất là quá trời luôn à, Rất là nhiều hàng xịn thì nhìn nó rất là chất các bác nhìn cái linh kiện mà thứ đang còn rất là đẹp luôn thế con đẩy này hiện tại cửa hàng em xuân Đông đội đang bán với giá là 4 triệu 500 ngàn đồng một con 4 triệu 500 đồng một con là bao ship luôn cho bác nhá lần đầu tiên mà em bán đẩy bao ship đấy các bác ạ đấy, rất là đẹp luôn hàng xịn sò luôn 4 triệu 500k một con là bao ship tận nhà các bác luôn đấy hàng bao zin bao xịn 100 các bác nhận hàng kiểm tra hàng test hàng thoải mái nhá em xuân không bao giờ khó khăn cái chuyện này đâu bởi vì đang nguyên tắc rồi mà bên em bán hàng bao hay mà kể cả các bác nhận hàng rồi trong vòng 3 ngày không thích vẫn được quyền trả lại hàng cho em Xuân mà lấy lại tiền đủ tiền, không trừ một đồng nào. Chỉ cần hỗ trợ tiền cước uh, trong quá trình để đi cho bên em mà được rồi. Đó là các bác dùng thử nhá. Ok thoải mái nhá. Đó. Kể cả dùng thử hay không các bác hỗ trợ một chút là cần... cứ nói thật các bác là bệnh em bán hàng thì như nguyên tắc của em đã nói rất là rõ rồi. Uh, bán một cái hàng ra mà các bác không ưng á và bắt các bác phải dùng ấy. thực sự em không thoải mái và các bác cũng không thoải mái. Đấy. Cho nên là quan điểm của em là các bác nhận hàng là ưng thì thôi, không ưng thì chúng ta cứ trả lại hàng Đấy. em sẽ trả lại đủ tiền cho các bác các bác lại mua chỗ khác hoặc là mua quân khác đó là tùy các bác còn khi mà các bác phải dùng một cái hàng mà các bác đang đang lăn tăn thì thực sự các bác không thoải mái nên là em xuân không bao giờ ép các bác Đấy. À. nhận hàng kiểm tra hàng test hàng không ưng rồi kể cả ba ngày sau còn trả lại cho em được thoải mái các bác nha ok và những bác khách đã đang thích con đẩy này hãy liên hệ ngay với em xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình này các bác nhé. em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ở những video sau ạ chào các bác ạ